Và sau một thời gian mà chơi những con hàng thanh lý cái căn này với anh em á, thì xảy ra một hệ lụy là phía sau thì anh em thấy dư cờ đầu rất là nhiều luôn. Xin chào tất cả anh em á, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì như anh em thấy là hôm bữa thì có thanh lý 15 bộ cần cho biết á, mà anh em mua tới gần 50 bộ. Rồi qua hôm sau thì thanh lý tiếp 15 bộ cần lúc đó là thanh lý 15 bộ cần quân ga anh em. Anh em mua gần đến tháng 5, 50 bộ, gần 50 bộ. Xong rồi qua buổi sau thì thanh lý tiếp 15 bộ cần cho biết. Và hôm nay thì anh em đã lấy hết rồi. Thì trước mặt anh em là 14 bộ nha. Còn một bộ là có một anh khách như ra trên chiếu bả gần ở trên huyện gần 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 nhà Thiền á. Ha, anh chạy ra anh lấy luôn. Thì chúng mình em còn 10 là 14 bộ là Thiền giao cho khách các tỉnh này. Và xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại bộ cần thanh lý là gần như là hết sạch bắt luôn rồi anh em. Giờ thì còn bằng cần bình thường thôi nha. Anh em nào mà có nhu cầu mua cần thì có bình cần bình thường thôi, chứ không có cần thanh lý, không có cần giá như hiện tại nữa nha anh em. Và sau một thời gian mà chơi những con hàng thanh lý cái cần này với anh em á, thì xảy ra một hệ lụy là phía sau thì anh em thấy dư cờ đầu rất là nhiều luôn. Lúc đầu á, là chỉ là dư 15 bộ cần thôi, nhưng mà bán lố tới gần 50 bộ và Thiện chơi tiếp 15 bộ nữa, thì giờ dư đâu đó tầm khoảng Thiện để dành ha, Thiện để dành một vài cái đá bán lẻ, vài cái để lắp cần mềm thì Thiện nhắm để dành. Thì nhắm ra nếu mà dư tầm khoảng 20 đến 25 bộ, 25 cái đầu đó, thì đang có suy nghĩ với anh em á, là đang có suy nghĩ là không nên có nên hay không là chơi thanh lý tiếp cái đầu máy anh em. Thì nếu mà thanh lý tiếp á, thì không biết bán giá bao nhiêu là hợp lý. Thì như anh em biết là đầu máy hiện tại giá là nó là 4 triệu 8 bao ship tặng một chai nhớt Echo đúng không? Thì giờ cái đầu máy này cái này bán lẻ 700 rồi nè, 700 đúng không? 700 mà cái bộ máy chắc là 5 triệu rưỡi đi, 700 là còn 4 triệu 8. 4 triệu 8 bây giờ thanh lý thì tầm loanh quanh đâu đó 4 triệu 3, 4 triệu 4 ha. Đó, nó sẽ nằm ở mức đó nếu thanh lý nha anh em, chứ còn bây giờ thì hiện tại thì vẫn chưa thanh lý nhé. Còn khi nào mà có nhu cầu thanh lý hoặc là dư nhiều quá thì thanh lý thì tiền sẽ ra một video sau. Hoặc là như thế này đi, bây giờ chơi như thế này đi. Nếu mà đủ 25 cái bình luận đồng ý thì bán máy thanh lý. 25 bên 25 cái bình luận là 25 người bình luận nha anh em, chứ mà 25 cái bình luận là một người đi hai bình luận 25 lần nha, thì Thiện sẽ thanh lý, Thiện sẽ thanh lý 20 đến 25 cái đầu máy Kawasaki. Giá thì đó thì mới nói với anh em á, nó sẽ loanh quanh mức giá đâu tầm khoảng khoảng hơn như hồi nãy, tầm tầm đó thôi nha anh em. Cái đó thì Thiện phải cân đo đong đếm lại nữa, bởi vì bán mà bán chơi vui quá mà lỗ thì cũng không được anh em, mà thanh lý mà thành lời nhiều thì đâu gọi là thanh lý đâu đúng không? Đó thì nếu đủ 25 người bình luận đồng ý bán đầu thanh lý thì Thiện sẽ lên một cái video thanh lý ha. Đó thì đó là một cái kèo chơi với anh em cho nó vui, thì cái này tùy anh em thôi. Anh em nào muốn thanh lý thì nên cứ bình luận bên dưới ha, anh em nào muốn mua đầu thanh lý thì cứ bình luận bên dưới. Đủ 25 người thì Thiện sẽ lên một cái video thanh lý đầu máy TG53 với mức giá tầm khoảng loanh quanh đâu đó hồi nãy thì mới báo cho anh em. Rồi giờ thì cảm ơn anh em đã không hết những cái đóng cân này ha, không có những đóng cân này, và hẹn anh em ở những cái video tiếp theo. Và anh em nào mà quan tâm về những mẫu máy như mẫu máy mới hiện tại Kawasaki, Husqvarna, Steel, Echo hoặc là những mẫu máy khác, mẫu máy Trung Quốc khác á, thì anh em cứ bình luận, cứ liên hệ với số điện thoại của bọn chú Thiện. Hai số đó là bên Thiện đều có Zalo nha anh em. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.